dạng như driver đầy đủ á, thì nó mới hiện chữ start á, nó sáng đèn lên ha, rồi mình mới bấm được nha các bạn. Lúc này thì nó đang tìm cái driver của cái tool đó các bạn. Nói chung tool thì khá là nhiều, nhưng mà cái cách chạy thì nôm na là vẫn giống nhau ha. Các bạn giao red xong các bạn update thôi. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận của khách cái máy nó bị màn hình khóa chủ sở hữu nè các bạn. Máy này thì iPhone 6S thôi. Thì các bạn muốn bypass full SIM nghe gọi á, đầy đủ tính năng á, thì mình phải thử cái SIM trước nha. Cái này là mình nói khá là nhiều mà có nhiều bạn cứ order rồi cứ chạy á, xui xui cái máy mất sóng hay gì thì mình vẫn mất tiền nha các bạn. Các bạn để ý giúp mình nha. Còn những cái tình trạng mà máy mất email hay là mất broadband gì đó là mình không có làm full SIM được nha các bạn. Các bạn phải chạy chương trình hay là sửa để cho cái máy mình nó có số email, số series broadband đồ đầy đủ á, thì mình mới bypass nha. Hiện tại máy lock cũng chưa hỗ trợ nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn thêm một cái tool làm trên Windows nè. Cái tool này của nhà HFZ nha các bạn, nhưng mà nó hỗ trợ trên Windows chạy cũng khá là ngon ha. Thì khi các bạn tải cái tool về mình mở lên á, thì nó sẽ đọc qua cái máy mình một lần nè, nó báo là máy mình đã hỗ trợ, các bạn thấy không? Thì tiếp tục thôi, thì trên tool nó có chữ bắt đầu giao red nè, thì các bạn bắt đầu giao red, các bạn nên tích những cái ô block dòng 2 khóa reset gì hết nha. Cái series này nó chưa đăng ký, cái tool này thì các bạn muốn chạy thì mình phải đăng ký nha, nhưng mà đăng ký thì phải đăng ký trước khi mình chạy nha các bạn, nó khác những cái tool mà mình làm trên kênh ha. Thì sau khi mà mình copy số series á, đăng ký xong á, trở lại cái tool, bắt đầu mình tiến hành mình giao red trực tiếp trên cái tool luôn. Rồi các bạn đợi cái máy nó vô chế độ recovery, rồi trên tool nó hướng dẫn mình vô DFU hay là gì đó thì mình cứ làm theo cái tool thôi các bạn. Cái lúc này thì nó kêu mình vô DFU nè, các bạn cứ đợi cái tool nó tìm cái driver của cái dạng như driver đầy đủ á, thì nó mới hiện chữ start á, nó sáng đèn lên ha, rồi mình mới bấm được nha các bạn. Lúc này thì nó đang tìm cái driver của cái tool đó các bạn. Nói chung tool thì khá là nhiều, nhưng mà cái cách chạy thì nôm na là vẫn giống nhau ha. Các bạn giao red xong các bạn update thôi. Khi nó có driver đầy đủ thì các bạn bấm start. Này 6S vô DFU thì nút nguồn giữ home, các bạn nhịp nhã hợp lý, buông nguồn giữ home là nó sẽ vô chế độ DFU ha. Khi mà cái tool đó nó thấy cái máy mình vô chế độ DFU, bắt đầu nó thực hiện khai thác những cái lỗi, hoặc là nó nói chung là tóm lại là nó giao red cho mình rồi các bạn. Đó, nó giao red chuẩn bị thành công nè, nó boot ok ha. Các bạn giao red á mà cái máy mình nó boot lên á, boot lên hoàn toàn nha, ví dụ nó chạy những cái lệnh bông OS nè, rồi nó khởi động lên lại là hầu như thành công nha các bạn. Cái này cũng có một số cái Windows á, tool nó cũng khá là kén á, thì các bạn giao red cách này không được á, thì các bạn ra rep bằng cái tool WinRAR vẫn được nha. Rồi bước số 2, các bạn chờ nó đọc lại qua cái máy mình một lần nữa, tại vì máy mới khởi động lên nè. Rồi khi mà mình đăng ký số series rồi á, thì cái chữ active nó sẽ sáng lên ha, các bạn cứ bấm active bình thường thôi. Các bạn nhớ nha, ví dụ cái tool này các bạn ra rep không được á, thì các bạn dùng cái tool WinRAR nè, các bạn ra rep. Mình cũng có làm một show, một cái video mà chia sẻ cách fix driver để giao red WinRAR chuẩn á, các bạn xem giúp mình nha. Bell tool nó báo máy đã giao red, rồi các bạn cứ click active, rồi mình đợi thành quả thôi các bạn. Cái này thì tool mình chia sẻ khá là nhiều rồi, các bạn làm tool này không được thì mình làm tool kia. Nói chung hiện tại bypass hello á, giờ giá nó cũng ok lắm nha các bạn. Với lại mình nhiều tool nó, nhiều lúc tool này mà nó bị server lỗi á, thì mình chuyển qua tool khác mình làm các bạn ha. Rồi mình đợi cái máy nó boot lên, mình kiểm tra sóng sánh nghe gọi thôi. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.